Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại máy bên mình, đó là máy hút dầu hai buồng, hay còn gọi là máy hút dầu buồng đôi. Đây, hai buồng. Máy này thì có chiều cao là 85 phân. Chiều cao này của máy là 85 phân. Bề ngang dài này, chiều dài này là 1m4. Còn chiều rộng là 55 phân. Chiều rộng là 55 phân. Chất liệu máy thì bằng gang. Đây. Bây giờ mình sẽ mở buồng ra cho mọi người xem bên trong. Buồng này có đường kính là 50 phân. Bên trong đây là hút lọc. Hút xong sẽ đường, đây là đường mưa thải, đây là thải. Bên này cũng vậy, hút hai buồng một lúc. Mọi người mua máy thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0904 432 111, 0934 468 22. Website của mình là máythanhhoa.com, địa chỉ 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.